Chào các bạn, hôm nay Điện Tử Lụi sẽ làm một video ngắn giới thiệu các công cụ debug tìm lỗi trong QML. Hiện tại ở đây mình có liệt kê ra 6 cái công cụ, rồi mình sẽ đi lần lượt từng cái. Đầu tiên nó là console log debug info one error. Thì những cái dòng lệnh này á dùng để in thông tin ra console và application output trên Qt Creator. Thì application output là phần này. Và cái QML Debugger console. Thì để có thể mà xài được cái QML Debugger console đó, thì các bạn bắt buộc là phải cho cái chương trình nó chạy ở trong phần debug. Còn lại nếu mà các bạn không xài Debugger console đó, chỉ xài application output đó, thì có thể xài, chỉ cần xài cái execute cái chương trình bình thường bằng nút play thôi. Thì thường là mình xài nút play bình thường, mình không có debug, bởi vì lúc debug á, thì phải load thêm rất là nhiều các module debug khác, thì thường nó lâu hơn rất là nhiều, nên thường mình sẽ ghi dùng play và in thẳng ra console. Thì bây giờ mình chạy thử ha. Thì ở đây mình có viết một cái chương trình dummy bao gồm 5 cái nút nhấn để in các dòng debug ra. Giờ đầu tiên mình thử cái công cụ đầu tiên là console log debug info ha. Đây. Thì ở đây nó sẽ ghi ra mấy cái dòng debug mà mình điền ở trong cái nút đó. Đây là cái nút đó. Thì khi mà mình nhấn cái nút đó thì sẽ có cái sự kiện là onleak xảy ra. Thì xong trong sự kiện onleak này thì mình sẽ ghi 5 cái dòng console ra. Thì cái dòng console log info one debug error này đó, nó cũng sẽ hiện ở bên debugger console này nữa, với điều kiện là các bạn xài debugger mode. Giờ mình thử qua debugger mode ha. Thì lúc mà debugger mode thì các bạn có thể thấy là nó đã load lâu hơn rất là nhiều rồi, nên nó phải load các module debug lung tung ở đây nè, khá là lâu. Rồi giờ mình nhấn lại nè. Đây. Thì các bạn có thể thấy là nó đã in tất cả các dòng lệnh ra, và đến dòng đây tất cả các dòng lệnh, và các bạn có thể filter bằng mấy cái nút này đó. Đó là hết phần công cụ đầu tiên. Giờ đến công cụ thứ hai, đó là console.trace. Thì cái console.trace này nó sẽ tìm cái chuỗi sự kiện xảy ra. Mình lấy ví dụ ở đây là mình có một cái nút tên là console.trace. Thì khi cái nút này được nhấn, sự kiện onleak xảy ra, nó sẽ gọi cái hàm CalDist nằm trong cái component root. Đây, component root của mình là cái window lớn nhất nè, rồi cái hàm CalDist nè. Thì cái hàm CalDist này nó sẽ có hai dòng là dòng console count, mình sẽ nói sau, và dòng console log.trace. Giờ mình chạy thử ha. Trace. Thì các bạn thấy là cái hàm console log.trace này nó sẽ hiện toàn bộ chuỗi sự kiện được kích hoạt để chạy tới cái dòng này. Thì hồi nãy là mình có nói đó là lúc mà mình nhấn cái nút console.trace đó, thì nó sẽ gọi hàm gọi sự kiện onleak nè. Rồi sự kiện onleak sẽ gọi cái hàm root.caldis nè. Đó, thì nó liệt kê toàn bộ nguyên cái chuỗi sự kiện ra để cho mình theo dõi rất là dễ dàng. Rồi, giờ đến cái công cụ thứ ba, đó là console.assert. Assert. Thì cái công cụ này nó sẽ kiểm tra cái input của mình. Input vô hàm assert này, nếu mà đúng thì nó sẽ không hiện ra thêm thông báo nào trên output, trên cái application output hết. Còn nếu mà sai á, thì nó sẽ trả lỗi ra cái application output này. Giờ mình có setup sẵn một cái nút tên là console assert. Thì cái nút này khi mà được nhấn á, sự kiện onleak xảy ra, cái mình sẽ trong đây mình sẽ viết một mấy cái dòng code siêu đơn giản luôn. Đó là mình tạo một cái hằng constant tên là x có giá trị là 12. Rồi xong mình kiểm tra nó bằng cách là mình làm mấy cái phép tính so sánh. Thì ở đây là mình làm một cái phép so sánh bằng 5. Thì
Thì nếu mà x mà không mà khác năm á, là dĩ nhiên là nó sai, thì nó sẽ nhảy ra một cái cho mình viết thêm một cái đoạn debug và hiện ra console. Rồi giờ nếu mà mình bấm console.assert nè, thì mình sẽ hy vọng là nó trả về một cái dòng là sai rồi. Đây, nó trả về sai rồi nè, và nó trả luôn cái hàng mà cái dòng console assert đó được viết. Rồi giờ mình đến công cụ thứ tư, đó là công cụ console.time và timeend. Thì hai cái hàm này á, nó giúp mình đo thời gian theo mili giây xảy ra giữa hai cái hàm này. Thì bạn có thể dùng hai cái hàm này để đo thời gian của rất rất là nhiều sự kiện, và những sự kiện đó bắt buộc là phải có cái input giống nhau, có cái tên giống nhau. Mình lấy ví dụ ha, ở đây mình có một cái nút là How long did you press the mouse? Thì cái nút này chức năng của nó là nó sẽ đo cái thời gian bạn nhấn và giữ cái nút chuột trái. Thì khi mà bạn nhấn xuống á, thì nó sẽ ghi nhận cái sự kiện là on press. Thì lúc này là mình sẽ bắt đầu đếm thời gian với cái hàm là console.time, và cái tag cho cái phần đo thời gian này là measure. Rồi ở phần khi mà mình thả con chuột ra, thì cái sự kiện on release nó sẽ xảy ra. Thì lúc này mình sẽ ghi nhận là hết đo thời gian với cái hàm là console.timeend, và cái tên tắt là measure. Đây bây giờ mình chạy thử ha. Đây, nó ghi mình nhấn cái nút đó hết 275 mili giây nè. Giờ mình nhấn nhanh hơn, 89 mili giây. Giờ mình nhấn thì là lâu. Đó, một giây mấy luôn. Rồi. Rồi giờ đến cái phần thứ năm đó, đó là console.count. Thì như tên gọi của nó thì cái hàm này chỉ đơn giản là đếm số lần cái hàm hay cái sự kiện chứa cái hàm này được gọi. Thì ở đây mình có một cái hàm là count this. Thì cái hàm này nó sẽ mỗi lần mình nhấn thì nó sẽ in cái console.count ra, và cái số lần cái hàm này được nhấn. Giờ mình nhấn thử. Đây. Nè, đếm số lần hàm count this được chạy nè, một lần nè. Nhấn tiếp nè, hai lần nè. Thì cái count this này nó được tính từ lúc mà cái chương trình của mình bắt đầu chạy. Rồi. Giờ cái cách cuối cùng để debug á, đó là dùng breakpoint trong debug mode của Qt Writer. Thì để kích hoạt cái debug mode á, thì các bạn bấm vô play debug nè. Rồi chờ nó load thôi. Xong xong rồi mình có thể để cái breakpoint của mình trong mấy dòng code của mình. Thì bây giờ ví dụ mình để cái breakpoint ở dòng 38 đi. Thì khi mà cái nút nhấn console log debug info one error này nó được nhấn á, thì cái sự kiện onclick xảy ra thì code bắt đầu được chạy á, thì nó sẽ chạy tới dòng console log info này và nó dừng, và nó sẽ có một cái thanh công cụ ở đây để cho mình chạy từng dòng code tiếp theo, hay là chạy tới cái breakpoint tiếp theo chẳng hạn. Mình thử ha. Đây, nó nhảy tới cái dòng này. Thì các bạn có thể coi mọi thứ ở bên phần debugger console, hay là các bạn có thể theo dõi biến variable ở cái phần bên này, cái phần panel bên này. Rồi mình và ở đây có một cái thanh công cụ để mình chạy tiếp cái debug hay là bỏ cái debug. Rồi, chỉ vậy thôi. Video này tóm tắt lại là hướng dẫn các bạn các công cụ để debug và tìm lỗi trong QML. Và ở đây thì có 6 công cụ. Thì mình sẽ upload cái project này lên trên một cái GitHub, và các bạn có thể tải cái project này về và chạy thử. Rồi, cảm ơn các bạn.